Từ trước cho đến nay, dòng game chiến thuật thời gian thực luôn là biểu tượng của những game thủ biết sử dụng cái đầu để chơi game, bởi tính chiến thuật đa dạng và nhiều bất ngờ không thể đoán trước. Vì thế, nếu bạn đã là fan của dòng game chiến thuật chủ đề Tam Quốc, thì có lẽ sẽ không muốn bỏ qua thông tin Trận Tam Quốc Mobile chính thức đưa về Việt Nam và được nhà fan phân tách tung ra vào ngày 15 tháng 5 vừa qua. Được biết, phiên bản đầu tiên của game được phát hành lần đầu tại Trung Quốc vào năm 2014. Sau đó, phải đến năm 2017, phiên bản nâng cấp hoàn toàn của game mới đến tay người chơi. Ngoài ra, tựa game này còn nhanh chóng vượt biên tới nhiều thị trường game lớn, bao gồm châu Âu, Hàn Quốc và cả Nhật Bản khó tính. Vì thế, trong video này bạn hãy cùng mình tìm hiểu lý do nào mà tựa game này lại có thể tồn tại phát triển lâu đến như vậy. Trăng sáng chín lầu cao, đường chương cầm, ông đế giả tâm, không thấy, trời ơi, không được rồi, chết sao? Cụ thể, giai đoạn ban đầu khi bạn trải nghiệm game sẽ được lựa chọn nhân vật mong muốn đại diện cho bản thân mình. Tuy nhiên, lớp nhân vật lựa chọn ban đầu không trực tiếp tham gia chiến đấu, còn nhân vật có thể chiến đấu sẽ được người chơi chiêu mộ thêm trong quá trình chơi game. Và vì sở cho mình đồ họa 3D thu hàng đẹp mắt, cùng hiểu kỹ năng phong phú khi nhân vật thi triển cho mỗi ván đấu, nên game dễ dàng tập trung ánh nhìn của người chơi ngay từ khung hình đầu tiên. Đặc biệt, khả năng phát họa cùng thiết kế nhân vật trong game là rất tốt, khi mọi thứ vừa thể hiện chân thật dụng tướng Tam Quốc, vừa nâng cao tầm vóc của họ lên nhằm phát triển cốt truyện trong game. Và mặc dù có nhiều đổi mới, song tạo hình nhân vật trong game vẫn tuân theo nguyên tắc Tam Quốc diễn nghĩa. Nhà làm game đã khéo léo phát họa lại hình tượng dụng tướng nổi bật như là Mã Siêu, Lửa Bố hay là Tuyệt Đại Mỹ Nhân Điêu Thuyền, làm bộ phận người chơi game phải chao đảo mê mẩn. Trời ơi, chim sa cá lặng, quan nhìn nguyệt thệ, để ngày thức bóng trăng sáng chiếu lầu cao, mỹ nhân soi bóng hồng, kết thúc rồi, đường chưa gặp, trực giác lôi kích, hỏa thiêu liên doanh, người dám. Thế nhưng game không chỉ dừng lại ở việc tái hiện những vị tướng tài ba trong lịch sử Tam Quốc, mà còn khắc họa một cách tỉ mỉ và rõ nét những trận chiến kinh điển giữa ba nước Ngụy Thục Ngô, đi kèm lối chơi nhà vai chiến thuật thời gian thực và kết hợp thêm mô thức MOBA kiểu mới đầy ấn tượng. Qua đó, game dựa trên những cơ bản của dòng game online chiến tranh truyền thống, sau đó tiến hành thay đổi cải tiến nhằm mang lại những tô mới mẻ và nhấn mạnh vào sự tự do tùy biến chiến trường, tạo nên lối chơi chiến thuật độc đáo với những trận chiến quy mô lớn. Đồng thời, việc tùy biến binh chủng cũng là một tính năng quan trọng của game, khi mà có nhiều loại khác nhau như kỵ binh, thương binh, cung binh, công thành binh, và sẽ có hơn 300 tướng với đặc tính riêng biệt, cũng như tương sinh tương khắc lẫn nhau. Và chìa khóa dẫn đến chiến thắng là bạn phải biết vận dụng binh lực của mình một cách hợp lý. Hỏa thiêu xích bích, đánh chết người, ta sẽ quay lại. Thôi vậy, bệnh này chữa thật dễ. Thôi vậy. Về mặt kỹ năng chiến thuật, trong game sẽ có tới hàng trăm loại kỹ năng, bao gồm kỹ năng chủ động, kỹ năng sát thương từ xa, kỹ năng thay đổi thời tiết, hay cũng có thể là kỹ năng khống chế hoàn toàn đội hình đối phương, tạo nên những pha lực kèm ngoạn mục trong ván đấu. Và bạn có thể tạo ra hàng ngàn chiến thuật theo lối chơi của mình. Điển hình là game không giới hạn sức mạnh tướng, vì thế mà bạn có thể nâng cấp vô hạn định. Thêm nữa là hệ thống kỹ năng võ tướng, khi mỗi võ tướng có thể trang bị một kỹ năng chủ động và ba kỹ năng bị động, nhằm gia tăng sức mạnh và đem về lợi thế cho mình. Thế nhưng điểm ấn tượng nhất trong hệ thống tướng là chế độ thức tỉnh, theo hai hướng là giác tỉnh hoặc đọa thiên. Và khi tướng đạt 5 sao thì ngoại hình thay đổi vô cùng ngầu. Hơn thế nữa, việc lựa chọn cân nhắc nên thức tỉnh tướng nào và ở mức độ nào để phù hợp chiến thuật của mình cũng là đòn cân não thật sự cho những chiến thuật gia. Nhân dân giang đường từ đó nổi dậy. Trong chiến đấu, người chơi sẽ lựa chọn 5 tướng để ra trận, sau đó bố trí theo từng ô đúng chiến thuật đã bày ra trước đó. Mỗi vị tướng đều có đặc tính hỗ trợ khắc chế lẫn nhau, vì vậy việc bố trí đội hình ra trận để khống chế đội hình quân địch là điều vô cùng quan trọng. Theo đó, người chơi sẽ có tới 30 cánh quân từ 6 quân đoàn khác nhau sẽ cùng lúc tham chiến, tạo nên trận giao tranh tráng lệ và kịch liệt. Ngoài ra, tùy biến chiến trường cũng là một tính năng thú vị, và đối với tựa game này thì người chơi có thể thông qua vô vàn trận pháp đa dạng, bao gồm nhiều loại cạm bẫy khác nhau như bom nổ, cọc sắt, và kết hợp nhiều loại cơ quan chiến thuật để người chơi lựa chọn, sẽ quyết định hoàn toàn cục diện của trận đấu.
và tạo nên những màn đấu trí căng não giữa người chơi với nhau. Đau quá. Và không chỉ cho thấy một tầm cao mới trong việc điều binh khiển tướng đấu trí căng não, game chân Tam Quốc Mobile còn mang đến những hoạt động đậm chất cộng đồng, bao gồm quốc chiến bằng chiến loạn đấu 10v10. Bên cạnh đó còn thỏa mãn BK với nhiều chiến trường 1v1, 3v3, hay là liên đấu và đấu trường xếp hạng. Thông qua đó có thể nhận ra, game rất biết kết hợp yếu tố nhập vai và cũng tập trung vào yếu tố gây dựng cộng đồng. Nhưng về cơ bản, người chơi vẫn phải vượt qua hệ thống nhiệm vụ ái, sẽ mở được nhiều thẻ tướng và trang bị vật phẩm nguyên liệu để phát triển một đại binh đoàn của riêng mình. Cùng với đó là vô số hoạt động phụ bản đặc sắc như huấn luyện danh con đường bách chiến và những tính năng độc đáo như phong địa, công phường, binh phù, phú thường sẽ giúp người chơi có nhiều lựa chọn phát triển và không bao giờ hết vấn đề để khám phá, cũng như không bao giờ hết lý do để gắn bó với tựa game này. Siêu phẩm chiến thuật Tam Quốc, quốc chiến bằng chiến bản server, điều binh khiển tướng tiêu diệt đại địch, xoay chuyển thiên thời giành lấy địa lợi, quân thú triệu hồi, thần tướng xuất trận, uy chấn thiên hạ, đánh khắp Tam Quốc. Cuối cùng, vì là một game chiến thuật thời gian thật, đến với chân Tam Quốc, game thủ sẽ tha hồ được sáng tạo đội hình, được bay binh bố trận để thao túng chiến trường. Vì thế phải nhắc lại, đây chính là siêu phẩm chiến thuật ăn khách hàng đầu châu Á mà nhất định những fan của dòng game này không nên bỏ qua. Hiện tại, nhà fan phân tách đã đưa chân Tam Quốc Mobile đi vào hoạt động với nhiều sự kiện event hấp dẫn đến tay game thủ. Và nếu hứng thú, bạn có thể tải game ngay dưới mô tả để hòa mình vào tinh hoa chiến thuật mà tựa game này mang lại. Và cũng đừng quên, nếu có ý kiến đánh giá nào thì bạn hãy bình luận cho mình biết. Bạn cũng có thể gửi cầu và những câu hỏi liên quan tới fanpage. Đừng quên ấn like, share và đăng ký nếu bạn cảm thấy thích video này. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại game thủ trong những video lần sau.